Chúng ta phân tích lại một chút ở trên cái bài này nhé. Ở trên cái bài này thì là chúng ta cóp từ một cái ảnh khác sang để chúng ta sắp xếp lại. Thế thì ở đây chúng ta để ý có mấy vấn đề như thế này. Mỗi một cái lần mà các bạn cóp nó sang ấy thì nó sẽ xuất hiện cái phần điểm ảnh đó sang thành một layer. Nó như là cái nhà nhiều tầng ấy, và mỗi cái đối tượng chúng ta đưa sang là nằm một tầng. Đấy. Và như thế thì có mấy vấn đề mà chúng ta cần phải quan tâm. Một là về tầng thứ thì cái thằng nào đưa ra sau thì nó sẽ nằm ở tầng trên cùng. Tuy nhiên trong cái quá trình làm thì chúng ta cũng có thể là chọn và chúng ta di dịch cái đối tượng đó. Di dịch có hai nghĩa. Di dịch là ở trên cái trường nhìn này, cái view này của chúng ta. Và di dịch cái vấn đề thứ hai là đưa nó lên hay là đưa nó xuống so với một tầng khác. Ví dụ bây giờ cái này là đang nằm trên, đúng không? Nhưng nếu mà chúng ta kéo nó xuống thì rõ ràng là quả dưa nằm trên và cái này nằm dưới. Thế thì chúng ta có thể thay đổi tầng thứ để thay đổi cái vị trí xuất hiện của nó ở trong cái này. Thế thì có mấy cách, một là chúng ta kéo trực tiếp ở đây, hai là chúng ta sẽ sử dụng lệnh. Những cái này nó thuộc về layer hay là các tầng thì cái này nó sẽ nằm ở trong lệnh là arrange. Thì các bạn có mấy cái lệnh như thế này, bring to front là nó sẽ đưa cho các bạn ở một cái layer bất kỳ, nằm ở vị trí bất kỳ, lên trên cùng. Ở đây tôi cũng không biết là có bao nhiêu cái layer, nhưng mà nếu tôi chọn một cái đối tượng nào đó mà tôi chọn bring to front này thì bất kể nó là ở đâu nó cũng sẽ trèo lên, nó nằm trên cùng, gọi là lên tầng thượng luôn đấy. Thế còn nếu mà chúng ta sử dụng lệnh send backward thì lúc đấy nó sẽ đi lùi xuống một tầng. Còn send to back thì bất kể như thế nào nó sẽ chạy xuống dưới cùng so với các layer hiện có. Nhưng tuy nhiên chúng ta lưu ý có một cái lớp rất là đặc biệt, nó gọi là lớp background. Lớp background là cái lớp mà nó sẽ phát sinh ra lúc đầu tiên khi mà chúng ta tạo ra một cái tài liệu ấy, thì nó được gọi là background. Và cái này là cái mặt đất rồi, mà không có cái nào nó sẽ chui xuống được dưới cái này. Nói là xuống dưới cùng nhưng nó cũng sẽ vẫn nằm ở trên cái lớp background này, trừ phi các bạn đổi tên cái lớp background này đi. Đổi tên bằng cách nào? Đổi tên bằng cách là các bạn nhấp đúp vào đây thì nó sẽ mở ra cái cửa sổ này và nó cho phép các bạn gán cái này thành là không chấp nhận, ok luôn. Hoặc nếu thích thì các bạn cũng có thể đặt tên thành cái tên khác tùy ý, nhưng miễn là đừng có tên background là được. Thế và sau khi đấy thì các bạn có quyền là kéo các cái layer khác xuống và nằm dưới cả cái layer background cũ. Nhưng mà trước hết như thế là chúng ta phải xử lý nó làm sao để cho nó thành ra cái lớp không còn tên background. Đến đây thì chúng ta biết thêm được về cái vấn đề tầng thứ. Và nó còn có các cái phím tắt thì đây các bạn nhìn nhé. Shift này, Control này, đóng ngoặc vuông hoặc mở ngoặc vuông. Trong đó thì ví dụ như là Control này, đóng ngoặc vuông này, nhưng mà cái này thì các bạn cũng lưu ý nhé. Đôi khi mà chúng ta mở rất nhiều chương trình ấy là nó sẽ có cái đoạn là nó bị sung phím đấy nhé. Thì đến lúc ấy thì các cái thao tác nó sẽ không thực hiện được bằng phím tắt, thì lúc ấy chúng ta hoặc là phải khởi động lại máy hoặc là các bạn lại phải truy cập vào đây. Cho nên là phím tắt tiện thì tiện nhưng mà cũng vẫn phải biết được là cái gốc của cái lệnh nó nằm ở đâu. Chứ nếu mà chỉ có học với phím tắt không thôi, đến lúc mà phím tắt mà nó xung lệnh nó không chạy được là cũng không biết đằng nào mà tìm lệnh ở đâu cả, là bỏ tay đấy. Đấy nhá, tôi nhắc lại này, nó nằm ở trong layer này. Đấy, và nó sẽ nằm ở lệnh arrange. Đây, phím tắt này shift control đóng ngoặc vuông là đưa một layer được chọn hoặc nhiều layer được chọn lên trên cùng. Đó, bring forward là đưa một layer được chọn lên một tầng thôi so với tầng vốn có của nó. Send backward là control mở một vuông là đưa xuống một tầng, còn send to back là đưa xuống dưới cùng. Thế còn cái lệnh reverse này thì là nó sẽ đảo một thứ tự nếu như các bạn chọn nhiều layer. Thì ví dụ layer 1, 2, 3 nằm như thế này chẳng hạn, theo thứ tự là 1 trên, 2 giữa, 3 dưới chẳng hạn. Nếu mà chúng ta chọn đấy thì nó đảo ngược lại trong cái cụm lựa chọn. Và thêm một cái vấn đề nữa là các bạn còn có thể ẩn hay hiện một layer.
ẩn hay hiện một layer thì chúng ta sẽ sử dụng bằng cái biểu tượng con mắt này. Khi tôi chọn một cái layer nào đó mà tôi bấm vào cái biểu tượng con mắt thì nó sẽ tạm thời là giấu cái layer đó đi. Giấu thì không phải là giấu ở trong cửa sổ layer mà giấu không cho hiển thị ở trong cái cửa sổ làm việc này. Và như thế thì nó thuộc về khái niệm ẩn giấu thôi chứ không phải là mất. Mất là các bạn phải kéo, các bạn thả cái này vào trong thùng rác thực sự thì nó mới gọi là mất. Đấy. Còn nếu mà chúng ta chỉ có ẩn nó đi thôi thì nó chỉ là tạm thời bị giấu đi. Thế và trong cái thao tác làm này thì các bạn cũng nhớ thêm một cái là tắt nhanh nhiều layer và chỉ để lại một layer thôi. Tại vì là trong cái quá trình mà làm việc thì đây cũng vẫn là một bài cũng tương đối nhiều layer rồi, nhưng mà nó cũng vẫn là cái dạng mà tương đối đơn giản về mặt cấu trúc. Thế thì khi mà chúng ta làm việc ấy thì chúng ta sẽ có những lúc mà chúng ta chỉ muốn quan sát một layer nào đó thôi và không không đụng đến các layer khác. Đấy, thì mình sẽ tắt các layer còn lại đi để chúng ta quan sát kỹ một layer thôi. Thế thì nếu mà không biết thì chúng ta sẽ phải tắt theo cái cách là tắt con mắt từng layer này một, và cách này thì tương đối là mất thời giờ. Thế thì các bạn hãy nhớ cái cách là tắt cả loạt như sau. Các bạn muốn giữ lại cái layer nào thì các bạn chọn cái layer đó, đó. Sau đó thì các bạn nhấn Alt, các bạn kích vào cái biểu tượng con mắt này. Khi các bạn nhấn Alt kích vào biểu tượng con mắt thì nó sẽ chỉ giữ lại cái layer mà được chúng ta kích vào biểu tượng con mắt thôi, còn những layer khác không kích vào là thôi, nó sẽ bị giấu đi. Và muốn hiện trở lại thì cũng không phải là chúng ta cứ đi mở lại từng cái này và vẫn làm như thế, nhấn giữ Alt và kích vào con mắt một lần nữa thì nó sẽ hiện lại tất cả những cái layer mà các bạn đã giấu nó đi. Tuy nhiên lại có một vấn đề mà chúng ta phải nhớ, đó là nó chỉ hiện lại những cái gì mà nó tắt thôi nhé. Ví dụ bây giờ tôi tự tắt thằng này trước, tự tắt cái miệng này trước này chẳng hạn. Bây giờ tôi nhấn Alt, tôi giữ lại cái con mắt này thì các bạn nhìn thấy đúng là tất cả mọi thứ nó đều bị giấu đi. Nhưng tôi nhấn Alt, tôi nhấn vào con mắt một lần nữa thì các bạn thấy rằng cái miệng nó không hiện lên. Tại vì cái miệng là một lệnh riêng, nó đã tắt riêng rồi, không nằm ở trong cái lệnh gọi là dấu ẩn dấu chung. Do đó thì chúng ta sẽ không không thấy nó hiện trở lại. Và chúng ta lại phải làm một cách rất là thủ công. Đó. Cảm ơn. Thế và một vấn đề nữa là gióng hàng sắp xếp các cái layer. Ví dụ như là ở cái quá trình mà chúng ta làm nhé, có những cái đối tượng mà đi theo đôi theo cặp như thế này chẳng hạn, hai cái tai hoặc là hai cái lông mày chẳng hạn, mà nó lại khi mà chúng ta sắp xếp nó không thẳng hàng nhau đấy, thì chúng ta nên là sử dụng cái lệnh để gióng hàng. Thế lệnh gióng hàng thì trước hết là chúng ta sẽ phải chọn hai cái layer mà chúng ta muốn gióng hàng. Các bạn có thể chọn ở trong này, các bạn cũng có thể là chọn bằng cách là chuột phải vào và các bạn sẽ chọn một trong những cái tên layer mà xuất hiện ở đây. Tại vì khi mà nó có nhiều layer như thế này nằm ở đây thì nó sẽ báo rằng là ở cùng cái điểm này là nó chồng lên nhau có từng đấy layer. Các bạn chọn thì các bạn sẽ chọn lấy một cái layer ở trong số này đấy. Thường thì nó sẽ kích chúng cái nào thì thường nó sẽ nằm ở trên luôn đấy, nhưng cũng có những trường hợp là nó đào trong gói thì chúng ta lại phải vào trong sâu hơn một tí. Hoặc các bạn cũng có thêm một cách như thế này nữa là các bạn giữ control đi đấy, các bạn giữ control và các bạn kích vào cái nào thì là coi như các bạn chọn cái đấy. Cách này thì nên là đấy. Ở đây thì các bạn để ý là trên thanh option thì nó có một cái tùy chọn không được đánh dấu. Nếu mà các bạn đánh dấu vào đây thì nó sẽ trở thành auto select. Auto select thì các bạn chỉ cần bấm vào cái nào là nó sẽ chọn cho các bạn cái đấy. Nhưng mà cái này thì tôi khuyến cáo luôn là rất rất không nên dùng, chỉ trừ khi nào mà chúng ta cần phải tìm lục lọi thì nó rất khó thôi đấy. Chứ còn trong quá trình thao tác thì lại không nên bật nó lên, tại vì có rất nhiều layer, rất nhiều đối tượng nằm rất sát nhau và chúng ta thao tác không thể nào đảm bảo rằng là lúc nào chúng ta cũng kích đúng được cái layer chúng ta muốn. Thế và nếu mà không làm chủ thao tác đấy thì nhiều khi chúng ta sẽ xê dịch phải những cái đối tượng, những layer mà chúng ta không hề mong muốn đụng đến nó. Thế thì nói là để biết. Thế còn không nên bật cái này lên mà hãy sử dụng phím giống như là cái phím Shift hoặc phím Alt để thêm hoặc bớt ấy, thì làm xong cho nó nhả ra là thôi, thì nó tốt hơn là cứ để luôn luôn một chế độ. Và cái này cũng thế, Auto Select này cũng thế, các bạn giữ phím Control và kích vào cái nào, kích trúng cái nào thì các bạn sẽ lấy được cái đó. Và muốn lấy cặp cả hai
thì các bạn có thể là thêm shift đấy, kích thêm vào layer này nữa. Cái này thì cũng tương ứng với cái cách là bấm vào đây xong lại giữ control hoặc shift, các bạn bấm vào layer thứ hai đều được cả. Thế và sau khi mà chúng ta chọn xong được hai hoặc nhiều layer rồi thì các bạn nhìn lên trên này, chuyển thành option nó sẽ hỗ trợ các bạn về cái thao tác giáo hàng. Ví dụ như là tôi muốn cho nó bằng đầu này, bằng giữa này, hoặc là bằng chân này. Đấy, có thể nó di dịch ở cái lông mày ạ. Đấy thì như thế là chúng ta sẽ gióng được cho nó đều nhau. Thế còn đây là gióng bằng nhau bên trái, bằng nhau bên phải, bằng nhau ở giữa thì đó. Thì các bạn sẽ nhìn theo cái biểu tượng ở đây là các bạn có thể gióng được ngay. Đây, đó. Tai này cũng thế. Đó, tôi có thể là chọn này, giữ control này, click, giữ control shift, click. Sau đó thì chúng ta cho nó bằng đỉnh chẳng hạn, thì thằng này nó sẽ dịch lên, nó bằng. Thế là bằng rồi thì chúng ta sẽ kéo cái nó vào một tí. Thằng này với thằng này nên đưa xuống dưới, đúng không? Layer 5 đưa xuống dưới, giấu ra sau quả dưa thì nó sẽ đẹp hơn. Đấy, ví dụ thế. Nhưng mà đây trong trường hợp này Lâm làm cũng đang bị vấn đề là hai cái tay này đang ngược nhau. Đó, một trong hai cái tay ngược, hoặc là thế nọ hoặc là thế kia. Thế thì mình sẽ phải đảo lại một tí. Ví dụ lật thằng này lại, Edit, Transform, Flip, Vertical, cho nó lật lên thì lúc ấy hai tay nó mới cân. Đấy thì có đấy, có mấy cái vấn đề thế thôi. Và cũng có thêm mà đấy là thao tác cơ bản nhé, thao tác cơ bản. Ngoài ra thì nếu như các bạn làm một cái gì đó phức tạp ấy thì đôi lúc là các bạn sẽ còn phải group nó lại thành một cái nhóm. Group thì chúng ta có mấy cách như thế này. Một là các bạn để ý xuống dưới chân của cái panel này đấy, thì nó có một cái biểu tượng có cái xích. Cái này nó sẽ được kích hoạt lên một khi mà các bạn làm việc từ hai layer trở lên, thì bắt đầu các bạn nhìn thấy cái biểu tượng cái xích này được kích hoạt. Khi mà tôi chọn bấm vào đây thì hai layer này sẽ xuất hiện, biểu tượng cái xích là nó sẽ được xích vào nhau. Bất kể là tôi chọn layer dưới hoặc tôi chọn layer trên thì nó đã xích có biểu tượng như này, thì luôn luôn là nó sẽ đi cùng nhau bất kể là tôi chọn cái nào. Thế này thì nó sẽ giúp cho các bạn di chuyển được nhiều layer mà có tính chất liên quan tới nhau đấy. Thế đấy là một cách. Còn cách khác nữa thì ví dụ như là tôi có thể làm việc với lại cái mắt này nữa chẳng hạn, tôi cũng có thể là xích vào như thế, hoặc là xích nhiều layer hơn vào nhau. Đây là hai mắt nó vẫn còn tương đối rời nhau này, chúng ta cũng có thể là group cả hai cái mắt này vào với nhau cũng bằng cách đấy. Nhưng ngoài ra thì chúng ta còn có một cách nữa là nhét nó chung vào trong một cái cặp đựng. Thì lúc nào mà chúng ta xử lý thì chúng ta chỉ cần là di chuyển hoặc là tắt bật cả một cái cặp đấy thôi. Và cách làm thì chúng ta sẽ làm như thế này. Các bạn nhìn thấy cái biểu tượng của cái folder thế này không ạ? Đấy, create a new group. Thì có hai cách. Một là các bạn chọn tất cả những cái layer mà liên quan này, sau đó thì các bạn bấm vào cái biểu tượng đấy, thì nó sẽ được chui vào trong một cái group như này. Đây, nếu như mà tôi tắt hay bật cái biểu tượng mắt của group này, thì toàn bộ những cái gì mà nhét ở trong cái cặp chung này nó sẽ được điều khiển tắt hoặc bật chung với nhau đấy. Như thế này thì nó sẽ giúp chúng ta là di chuyển cả một số lượng lớn các layer liên quan tới nhau đi cùng nhau, thay vì việc là chúng ta phải chọn rất nhiều cái này. Ví dụ các cái mắt này tôi cho thành một cụm này, tai cho thành một cụm này, ví dụ như lông mày cho thành một cụm này đấy. Ví dụ như cặp đôi thì thay vì việc là di chuyển từng cái một thì chúng ta có thể đóng mở vào trong group. Tất nhiên cái này vẫn còn đơn giản, nhưng những cái thiết kế mà phức tạp hơn nữa thì nên và luôn luôn nên quản lý nó một cách như thế này, thì nó sẽ tăng tốc độ làm việc, tăng tốc độ tìm kiếm và tăng cái độ chặt chẽ ở trong cái việc mà chúng ta quản lý các đối tượng khi mà chúng ta làm việc đấy. Chứ còn nếu mà nhiều thêm nữa, độ khoảng 50 layer chẳng hạn, mà chúng ta cứ kéo lên kéo xuống chúng ta đi tìm cái này thì chắc là chết luôn đấy. Thế thì những layer nào liên quan đến nhiệm vụ nào liên quan đến nhau thì nhét chung vào một cặp với nhau, thì đến lúc ấy là chúng ta cần tìm cái nào thì chúng ta chỉ việc sổ ra chúng ta tìm ở trong cặp này thôi, làm xong đóng lại, thu cho nó gọn lên như thế này. Và các bạn vẫn có thể là nhấp bút vào đây để các bạn đặt tên cho nó đấy. Ví dụ ở đây là toàn bộ liên quan đến mắt chẳng hạn, tôi đặt tên là mắt đấy, ví dụ thế, thì quản lý như thế nó sẽ rất dễ.
Ngoài ra nữa thì các bạn còn có thể là ép những cái layer vào với nhau. Về mặt nguyên tắc thì trong Photoshop càng tách bạch ra được càng tốt. Đấy. Vì sao? Vì là thực ra chúng ta làm cái gì thì chúng ta cũng vẫn phải chọn, rồi chúng ta tách, chúng ta phải copy nó ra rồi chúng ta mới ghép vào với cái khác. Do đó thì tách được ra càng nhiều càng tốt, nó có tính độc lập, lúc nào muốn xử lý thế nào, muốn xử lý chi tiết nào thì xử lý. Đấy. Thế nhưng cũng có những lúc chúng ta cần phải ép nó vào với nhau. Ép vào với nhau để làm gì? Thứ nhất là để cho nó nhẹ bớt kích thước đi, tại vì mỗi một layer như thế phát sinh ra, dù là nó có chứa điểm ảnh nào hay không chứa điểm ảnh nào, nó cũng sẽ chiếm một cái dung lượng bộ nhớ nhất định. Cho nên nếu không cần thiết thì không nên bao giờ để layer thừa cả, layer trống thừa cả. Thứ hai nữa là cũng có những trường hợp mà chúng ta cũng cần phải giữ một chút, đó là khi mà làm việc với khách hàng, tất nhiên khách hàng có rất là nhiều loại nhé, khách hàng có rất là nhiều loại, thì có những cái khách hàng mà quen rồi thì ok, các bạn có thể là làm việc với người ta tương đối thoải mái. Nhưng mà có rất là nhiều trường hợp nếu mà làm lần đầu tiên, mà nhất là bây giờ các bạn thấy là có những cái cung cách mà làm việc theo kiểu freelance, tức là ký hợp đồng thì làm việc với nhau qua mạng hoàn toàn đấy. Đấy, và dựa trên niềm tin thì có rất nhiều trường hợp các đồng chí mới làm nghề thì cũng kêu gào ở Mỹ lên, là vì mình làm xong xong rồi là cuối cùng là bị quỵt. Đấy, thế thì những cái đó nó đây là một cách để bảo vệ mình thôi. Gửi cho người ta thì không bao giờ gửi cái file gốc là tách chiết ra như thế này, mà chúng ta gửi trên một cái file nó đã đính hết vào với nhau. Và thứ hai nữa là gửi bao giờ cũng gửi file nhỏ đủ để cho người ta nhìn thấy thôi, chứ còn không gửi file gốc. Khi nào ưng rồi gửi tiền, tôi gửi cái tài liệu đã hoàn thiện. Đấy là cái cách để mà chúng ta làm. Thế còn bây giờ chúng ta đang làm ở trên các layer như thế này thì gửi cho người ta bằng cách là chỉ có một layer như thế nào? Đương nhiên chúng ta có hai cách. Một là các bạn CSS nó ra thành cái dạng JPEG chẳng hạn. Thì cái đó thì nó chỉ có một layer thôi. Đấy. Về mặt nguyên tắc nó chỉ có giữ một layer thôi. Thì đây, File, Save hoặc là CSS, đúng không? CSS thì các bạn sổ danh sách ra, các bạn chọn cho tôi JPEG thì nó sẽ chỉ thành ra một layer thôi. Hoặc trong trường hợp các bạn làm ở đây thì các bạn có một cái lệnh như thế này. Cái này thì thuộc về các khái niệm về layer, cho nên chúng ta sẽ tìm vào trong layer để xử lý. Các bạn có ba cái lệnh ở đây. Một là Markdown, hai là Mark Visit và ba là Flatten Image. Đấy, Markdown thì nó sẽ là như thế này. Ví dụ hai cái layer là hai cái lông mày hiện tại đang tách nhau. Tôi chọn lệnh Merge Layer, đúng không? Nhấn Ctrl E hoặc là vào Layer và chọn lệnh Merge Down, thì layer ở trên do chúng ta đang chọn sẽ được hàn luôn vào cái layer nằm ngay dưới bên dưới nó. Đấy là Merge Down. Đó. Trộn trộn vào với lại cái thằng nằm ngay dưới nó. Thế còn trường hợp thứ hai là Merge Visit. Visit thì đấy là khái niệm mà chúng ta vừa nói. Visit là tắt hay bật cái con mắt này. Đấy. Lúc nào mà có mắt thì là visit, lúc nào mà không có mắt invisible. Đó. Và với cái lệnh như thế này thì nó sẽ là shift Ctrl E hoặc là lệnh tên là merge visit, thì cứ cái nào đang có mắt sẽ được hàn hết vào với nhau và nó chừa ra những cái thằng nào mà đang tắt thì thôi, nó không động đến. Đấy là trường hợp thứ hai. Còn trường hợp flatten image, trường hợp flatten image thì nó không cần chọn chiếc gì hết, có bao nhiêu layer nó ép vào với nhau thành một hết. Tất nhiên nếu nó phát hiện thấy có một cái layer nào đang tắt thì nó cũng hỏi lại là có loại bỏ cái layer đó ra khỏi cái thao tác mà ép này phải không. Nếu mà ok thì là nó ép luôn và coi như nó vứt luôn cái layer đang bị giấu đi, nó cho rằng là đã giấu đi, có nghĩa là không cần trong trường hợp này. Đấy, thì như thế thì chúng ta sẽ có đây Ctrl Shift E, đấy nó sẽ ép luôn thành một layer duy nhất. Và tên thì là cái lúc trước đấy mà các bạn đang chọn layer nào thì nó sẽ giữ tên layer đó để nó đặt tên cho layer tổng. Thì với cách như thế này thì chúng ta sẽ ép hết tất cả các layer lại. Thì đấy là vài cái khái niệm về tắt bật rồi chuyển tầng thứ, gióng hàng layer, nhét các layer vào trong có liên quan vào cùng một nhóm đó, và ép các layer vào khi cần. Thì đấy là một vài khái niệm mà chúng ta sẽ trao đổi thêm khi mà
làm việc với cái bài tập này.